Bến Tre xong về nhận được rất là nhiều cái phần quà này rất dễ thương. Hồi nãy quá đông luôn nên là không có kịp giờ chụp hình với lại bạn, hình như là có chụp hình với anh Hải rồi đúng không? Rồi bây giờ thì ngài sẽ in mất luôn cái phần ba cái phần quà rất là xinh này nha. Rồi bây giờ đầu tiên là cái giỏ này, ở đây có một cái tấm thiệp tôi tặng ekip Lật Mặt, chúc ekip thành công vượt trội, Tường Vi chỗ cái giải dễ thương bây giờ chia sẻ rồi chị tặng cho Hà và anh Hải, mà tặng cho cả ekip luôn nha cả nhà. Nhà tôi còn cái này lót dạ ôi sôi chỗ kìa, ôi ơi bữa sôi kìa, là ok luôn nha, ok luôn nha, quá mày lẹ quá vậy. Đúng rồi, cái tay sôi dễ thì sôi ngọt, sôi ngọt cho mấy sôi mặn, sôi ngọt đúng rồi. Em biết đạo quá, sôi ngọt quấn ở trong cái bánh tráng đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái này đây là vậy đó. Ui. Cái này lạ vậy. Ở trong có đậu xanh, có dừa nè. Có dừa, cái này phải ăn liền nha. Ăn đi để nó chảy nước đường á. Ừ, mà nó đang nó còn no ấy nè. Ngon quá, có mùi sầu riêng hả? Có đậu xanh, có hơn mùi sầu riêng. Hay là cho gì đó? Miền Tây gọi là sôi ngọt bình thường đó. Cái này là chắc sôi sầu riêng rồi. Nhưng mà rất là ngon. Có sầu riêng đó mọi người ơi. Rất ngon nha. Có cái gì em mọi người một cái. Đâu có cái gì ơi. Trong đây là có luôn. Một bông hoa. Cần thợ vô ngờ. Rồi. Ê, cái phần sơ sơ mà để trong bịch đẹp dễ sợ không?